Thì các bạn, hôm nay mình tiếp tục dẫn các bạn đến một vườn quất chuẩn bị bẻ tay tán để làm cây quất thế trên ống dù. Đây các bạn thấy là sau khi cây quất mo lại thì người trồng quất quê mình sẽ tiến hành tạo tay tán cho nó. Và việc này thì kết thúc trong tháng 2. Một số hộ gia đình thì cũng đã hoàn thành rồi. Vì sao trước khi cắt tay tán thì phải để cho cây nó mo như này? Bởi vì trong quá trình tạo tay tán thì phải tiến hành vít tay, vít cành. Cho nên là để mo như này để cho nó dẻo, đỡ bị gãy cành như này. Khi tiến hành bẻ tán xong thì nó sẽ trụ thủy nội như đây các bạn ạ. Đây các bạn thấy trên thống đã hoàn thiện rồi. Nhìn trụi và nhỏ như này thôi, nhưng mà đến tháng 2 thì có vua xuân xuống, nó lên lập. Và sang tháng 5 bắt đầu là để trái, rồi lên một vài lớp lọc nữa. Rồi trong quá trình chăm sóc thì nó sẽ kín cây kín quả. Và đến tháng 11 quả chín rực lên rất là đẹp. Để vít được cành thì có những cái dây chuyên dụng. Đây các bạn thấy các dây cuộn dây xanh xanh này bán rất sẵn trên thị trường. Cái cuộn băng dính đen này là do khi chúng ta vít cành là nó bị lứt cành ra, cho để cây chưa được dẻo hẳn. Do thời gian gấp cho nên là nó cũng bị vỡ cành, phải băng lại. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái dây đen này để chúng ta vít. Và trong thời gian tạo tay tán này thì chúng ta chủ yếu là cần giữ độ ẩm cho cây quất này để cho nó không xuống cây quá. Nếu xuống cây quá thì có thể rụng lá hết, cây rất dễ bị chết. Và năm nay thời tiết có nhiệt độ tăng hơn mọi năm, cho nên việc tạo tay tán thuận lợi hơn hàng năm. Vài năm trước thì cứ vào tháng giêng này thì mưa phùn rất nhiều, cho nên là việc tạo tay tán thì cũng khó khăn hơn, nhưng cây sẽ đảm bảo hơn. Nếu chúng ta để mo quá thì rất ảnh hưởng đến cây và cái việc phục hồi cây quất phía sau. Sau khi hoàn thiện tay tán thì cái thời điểm nào lên chăm bón? Tức là khi tạo tay tán xong thì các cái lộc này tạo thành lá bánh tẻ thì chúng ta bắt đầu mới tiến hành chăm bón nhẹ, chủ yếu là tưới rửa lân. Còn cái thời kỳ này thì chúng ta khi tạo tay tán xong nó lên lớp lọc này thì cần phải có sử dụng một số cái loại thuốc hóa học để phòng trừ bệnh vẽ bùa và sâu dày dẹp để tránh quăn gọn về sau. Và chúng ta không giữ các cái hoa này, chúng ta phải vặt cái hoa này đi. Bởi cái lớp hoa này là không phải là lớp hoa để quả vào Tết, phải tháng 5 âm lịch thì chúng ta mới để lớp hoa đấy. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.